mặt tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ấy mấy thầy thầy tiểu ơi, mau ơi, nhà mày có mấy chị em? Nhà tao có 9 chị em. Có ai như mày không? Chỉ có mình tao là chín chắn nhất nhà đấy. Này thầy Tiểu ơi, cao non em tiện chưa mấy lòng đào, mà chầu tím cánh phượng để thiếp trao cho chàng chứ thầy Tiểu. Thầy Tiểu ơi,